Đầu tiên trộn hết tất cả các nguyên liệu, riêng cái phần nước và phần sữa tươi thì chế vào từ từ. Trộn đều bột, cho bột nghỉ 1 phút. Sau đó ta nhồi bột 10 phút. Bây giờ ta cho bột nghỉ 2 phút. Sau đó nhồi tiếp 10 phút nữa. Rồi ủ bột 1 tiếng rưỡi, tức là 1 tiếng 30 phút á. À, trước khi cho bột nghỉ, các bạn cho dầu vào trong cái thau, thoa đều lên bột. Sau 1 tiếng rưỡi, bột nở gấp đôi. Cho một ít bột lên trên mặt bàn, rồi chế bột ra. Bây giờ mình chia bột tùy theo ý thích của các bạn nha. Đây là cái cách mình hướng dẫn các bạn làm tại nhà, thì không cần phải chia bột cho đều và không cần phải dùng máy. Đây là những nguyên liệu đơn giản, dụng cụ cũng đơn giản tại nhà, và các bạn có thể làm được cái bánh tiêu. Bây giờ mình cán bột. Cái cách cán bột này thì các bạn cán mỏng ra thì cái bánh của mình nó nở phồng ra thôi, vỏ bánh nó mỏng nữa. Để cho dầu ở cái lửa vừa nha. Khi mà dầu sôi hoặc là sôi, các bạn hãy để cái bột vào thì nó mới nhanh nổi bột. Đó. Rồi các bạn cứ chở cái bánh á, các bạn cứ lật giống như mà mình lật vậy đó, để 1-2 giây xong rồi lật mặt bánh đi. Bánh mình nó nở từ từ ra. Một số mẹo lưu ý, các bạn vào trang Facebook cá nhân của mình, mình ghi rõ hơn nha. Rồi mình chúc các bạn thành công nhé. Thank you.